Thấy nhiều người mang áo dài đi chụp hình mọi người. Xin chào mọi người nha. Hôm nay bên Hải với mẹ Hải là chuẩn bị nướng cá ăn buổi chiều nha mọi người. Hôm nay là mẹ Hải vừa mua một mớ ít cá cá đối, vừa đủ cho hai mẹ con mình ăn thôi. Ở nhà chỉ có hai mẹ con mình ăn cá chiều nay nha. Đây đây mình đang chuẩn bị xếp cá lên nướng ăn nè. Ăn tại ngay chỗ này luôn nha mọi người, ngay tại nhà Hải luôn. Đây mẹ Hải đi mua ít cá đối ở ngoài biển, cá đối này là tươi lắm, cá này như là mới vô bờ. Tại vì mẹ Hải cũng bị bệnh trong người á, bị bệnh dị ứng thuốc tây. Mỗi lần bệnh sốt lên là chỉ nằm với là xong xong với mọi người, xong với cái tràm này, lá tràm lá lá xả này kia thôi nha mọi người, không không uống được thuốc tay. Đây lâu lắm rồi hai mẹ con mới được nướng cá ăn chung với nhau, tại vì Hải cũng phải đi làm rồi cũng có thời gian. Hôm nay là rảnh rỗi được nghỉ mấy ngày, giờ hai mẹ con nướng cá ăn cùng với nhau. Đây là mẹ của Hải. Ôi, mẹ chào mọi người đi mẹ. Alo. Mẹ chào mọi người, mẹ phải nói mẹ xin chào mọi người. Xin chào cả nhà, xin chào mọi người. Hôm nay nướng cá ăn đây, cá tươi lắm. Để cá cho nó nói nè. Đây cá là hai mẹ con ăn như đây, với là mẹ có mua thêm 4 cái trứng vịt lộn nữa ăn vào chiều tối hôm nay. À đúng rồi, lát bỏ trứng luôn. Thì bây giờ cuộc sống bây giờ không biết như thế nào. Tại dịch bệnh thì tại vì mẹ Hải không thể tiêm được thuốc vaccine đó mọi người, vì lý do là bị dị ứng thuốc tây, chích vô không có được. Giờ cứ nằm ở nhà thôi, không thể đi ra ngoài đường được. Ra ngoài được là sợ là nhiễm một cái là mệt lắm. Vậy hôm nay sao mẹ đi ra ngoài mua được thấy. Đâu gì mẹ? À. Mẹ lấy ghế ra để ngồi ăn luôn mẹ ơi. Lấy mấy trứng đó luôn. Mọi người thấy cá rất là tươi thấy mọi người. Rất là tươi luôn. Đây là cá đối.
Cái cá đối tháng 12 này nó hay có trứng và nó béo lắm nha mọi người. Đây nay mẹ Hải có mua thêm 4 trứng vịt lộn nữa. Giờ đây bỏ đây sẵn đây luôn, tại đây có họ đây họ có luộc qua sơ rồi, chín rồi. Giờ mình chỉ bỏ nó hấp nóng lại thôi, ăn lắc ăn nha mọi người. Hôm nay mẹ Hải rất là thèm cá đối nướng. Mẹ Hải đã mua về nướng cùng nhau ăn bữa tối hôm nay với mọi người. Chín rồi, ngồi ăn đi, lên thêm ghế nữa. Ăn cá là phải, cá nướng là phải ăn bắp tay. Bắp tay nó mới ngon. Mời cả nhà ăn nè. Mời cả nhà ăn cá nướng nè. Mời mọi người ăn cá nướng nha. Chào mọi người nha. Mà đi du lịch về biển Hồ Tràm á thì nên mua cá đối tươi nướng mọi ăn nha mọi người, rất là ngon luôn nha mọi người. Mẹ Hải không ăn được cái cục gì nữa mọi người. Tại mẹ Hải không có răng được để mình nhai á. Mẹ Hải ăn.
Hôm nay cả hai mẹ con Hải vừa mới ăn cá nướng với trứng hột vịt lộn hôm nay mọi người. Nay mẹ ăn ngon không mẹ? Ngon, ăn ớt cay ngon lắm. Rồi, vậy Hải xin tạm dừng cái video này lại. Chào mọi người nha. Mẹ chào mọi người mẹ. Chào mọi người, chào cả nhà nha.